Rồi hello tất cả anh em nhé, đã quay trở lại kênh của Quyết Bắc Giang. Bên em thì hai kênh, có hai kênh bán máy thì bên em chuyên cung cấp phụ tùng xe ba bốn bánh. Đấy, thì các bác nào mới lần đầu chưa xem đến kênh của em thì bên em sẽ giới thiệu cho tất cả anh em và các bác là em tên là Quyết, em Bắc Giang nhé. Thì trực tiếp hai số điện thoại mua hàng bên em có Zalo nhé, là 0364011683. Thì hôm nay lại bên em lại vừa mới về được 5 con máy của hàng của Honda chính hãng, sản xuất và lắp ráp tại Trung Quốc, thì nó y như là Honda sản xuất tại Vĩnh Phúc anh em nhé. Đấy, thì nó cùng một form thôi, thì ở đâu nó cũng là một tổng của nhà máy hết. Thì hôm nay em lại nhập được mấy con máy đẹp ở bên họ về thì giới thiệu cho tất cả anh em. Nếu anh em ưng mua được thì các bác liên hệ trực tiếp số điện thoại của bên em nhé. Anh em vừa xem kênh, em vừa đăng ký kênh hoặc cho nút like này, thì sau anh em có thể xem lại cái video mình đã xem nó dễ hơn. Đấy, thì hôm nay em lại về được 5 cái đầu máy này. Thì đây là cái đầu máy UASX110. Là UASX110 các bác cứ lắp lên dòng Honda là lắp được hết anh em nhé. Con này thì nó là siêu phẩm, nó gần như máy mới 100%. Đấy, đây là UASX nhá. Đấy, đây là con Honda 100. Đấy, thì em sẽ giới thiệu từ con số 1 đầu tiên. Thì kèm theo phụ kiện của nó thì nó sẽ bao gồm là một mang cá này, cần đạp cần số này, và bộ chế hòa khí zin của nó anh em nhé. Bộ chế hòa khí zin. Đấy, đây là con máy số 1 anh em nhé. Thì đây là hàng chính hãng Honda, thì các bác nhìn chữ Honda. Nó thì bên họ cũng là bảo hộ rất chi là cao. Honda không thể nhái, Trung Quốc không thể đóng chữ Honda vào đây được. Đấy các bác nhá. Và lưu ý thế, Honda là Honda, Honda xịn là Honda xịn nhá. Nhưng mà form của bên Trung Quốc nó khác cái form của Việt Nam mình. Đấy. Ê, còn đây là bộ đầu bò này, thì cái lọc con này chạy nó cũng khá là lâu, những cái đầu là nó vào cái vùng nơi là vùng biển hoặc là vùng có axit nên là nó bị han cái đầu rất chi nhanh, hoặc là nó rửa xe nó bị có cái tất tẩy là nó bị han cái đầu này. Đấy. Chứ còn máy là móc được nguyên bản cho anh em nhé. Đấy, về là bao ngon cho tất cả anh em. Máy lổ thì không khác gì Honda đâu anh em nhé. Đấy. Thì mỗi một loại thì con số 1 này các bác nếu mà mua các bác điện trực tiếp cho em nhé, là 0364011683 nhé các bác nhé. Rồi, em sẽ giới thiệu con thứ hai. Hôm nay là ngày 8/8/2021 nhé các bác nhé. Nếu mà các bác xem được thì nó bên em thì các bác điện trực tiếp hai số điện thoại này này. Thì bên em bảo còn là còn ngày 8/8 nhé, 2021 nhé. Còn nếu mà vãi về sau thì các bác cứ alo trực tiếp cho bên em hoặc đăng ký kênh thì bên em sẽ giữ cập nhật từng loại máy rất là nhiều, nên là các bác có thể xem được. Đấy, thích các bác là thích con máy nào thì các bác đặt con máy đấy. Đây, con này là các bác này nhìn con này nó như là mới luôn rồi. Đấy. Ốc chưa ra, tất cả mọi thứ chưa ra, nguyên bản 100%. Đấy. Đấy. Honda nha các bác nha. Honda chính hãng chứ không phải là Honda nhái đâu. Đấy. Số 2. Con số 2 các bác nhá. Con này vậy chạy về thì tuyệt vời luôn rồi. Nó không khác thì con Honda xịn của mình đâu, chạy máy im đét luôn. Đấy, tất cả vách máy là nguyên bản hết các bác nhá. Đấy, nó cũng theo cái bộ phụ kiện của nó đây. Chế hòa khí, cần đạp, cần số nha các bác nhá. Rồi, tiếp theo đến con thứ 3 này. Con thứ 3 nhá. Đấy, con này cũng là hai con về sau nó đẹp hơn con trước. Đấy, con này thì nó sẽ đắt hơn. Đấy, tất cả thì nó cũng đi chỉ được hết một đời nhông rồi thôi. Đấy, các bác nhìn này, chưa hết một đời nhông nhá. Đấy, thì các bác biết là nó vẫn còn ngon như nào rồi. Đấy, đi điện nó cắt ra thôi, chứ còn hàng nó vẫn còn rất chi là ok. Đây, tiếp tục. Đấy, các bác nhìn này, nó gần như mới thôi. Theo cần đạp, cần số, chế hòa khí nhá. Thì con này nó theo mô bin sườn này, nó theo bộ mô bin sườn này. Số 3. Con này con số 3 nhá các bác nhá. Đấy, các bác ưng được con này thì là tuyệt vời nhất. Đấy, quá đẹp luôn. Đây. Vì đây cái lòng ở Trung Quốc thì nó ký hiệu là HG1 này. Đấy, con nào nếu bị thay rồi thì không bao giờ có cái chữ này. Đấy, nếu mà thay rồi. Đấy, ví dụ như là đầu bò ở Trung Quốc thì nó sẽ là 24, còn nếu ở Việt Nam hoặc là cái thời cũ thì nó E31 hoặc là E24 hoặc là gì đấy. Đấy, còn giới thiệu đến các bác là các bác yên tâm, đây là cái dòng Honda chính hãng nha các bác nhá. Đây là con GSX110. Con lái máy này thì lại chạy tuyệt vời luôn. Cam cò thì có quá ngon đây. Đấy, tất cả mọi thứ là chưa ra nha các bác nhá. Đấy, con này thì chắc là đi đứng gần hết một đời nhông thì nó mòn hết rồi. Đấy. Còn máy đảm bảo các bác gần như mới, quay vòng em này. Các bác xem kênh, các bác rảnh tay các bác cho một nút đăng ký kênh nhá. Thì sau video nó hay các bác phải xem qua. Đấy. Đấy, tất cả con này nó gần như là mới các bác nhá.
nó chỉ chạy một thời gian thôi. Bên họ cũng phá xe nhiều, nó như Việt Nam nhưng mình, nhưng mà bên họ thì nó thay xe nó nhiều hơn nên là ra rất nhiều con máy đẹp. Đất nước họ tỷ dân mà, thì có nhiều con máy có khi chạy một thời gian họ xong họ vứt đi, hoặc là bị ăn cắp thì nó sẽ đẩy sang Việt Nam, đẩy sang hàng máy sắt vụn anh em nhá. Đây con này thì này, con này tuyệt vời rồi, này đời cao nhá, đời 2018 2019 rồi đấy. Đây, nó gần như mới các bác nhá. Quay vòng thì ở đây vẫn là chế cơ nhá, không phải chế phun xăng điện tử đâu các bác nhá. Đấy, Honda cái dòng chế cơ thôi, tuyệt vời luôn. Đấy các bạn ưng được con nào thì... con này con số 5 nhá các bác nhá, con bên này là con số 4 này. Đấy, bên em chỉ về được vài con. Con này nó không khác gì mới cả. Đây. Nó chỉ chẳng qua nó chạy có khi chạy rút đa xong rồi nó bỏ ai. Đấy, hơi của nó hơi 110 các bác nhá. Đấy, theo bộ chế hòa khí này. Chế hòa khí mang cá này. Đấy, mang cá zin của nó đây. Đấy, chứ còn bình thường thì nước nào thì nước, nhưng mà bảo hộ độc quyền nhãn hiệu thương hiệu nó rất chi là quan trọng, nên là các bác yên tâm là cái này nó không thể nhái được. Máy không phải là máy Trung Quốc mà nó đóng chữ Honda đâu, các bác lưu ý như thế. Đấy. Rồi, vậy em kết thúc video ở đây. Các bác ưng được con máy nào thì alo trực tiếp cho bên em nhé. Quyết Bắc Giang, chuyên động cơ xe máy. Rồi chào tất cả các bác.